sau những bị kỹ lưỡng. Hyundai Tucson 2020 facelift cũng đã xuất hiện tại các đại lý để trình diện khách hàng. Trong số các biến thể mà hãng xe Hàn cung cấp, Tucson 1.6 Turbo 2020 máy xăng phiên bản có vẻ ngoài hoàn thiện tốt nhất. Bên cạnh đó, hệ thống giảm sóc cũng như hệ thống an toàn của Tucson 2020 1.6 Turbo cũng nhỉnh hơn những người anh em còn lại. Đây là phiên bản được kỳ vọng sẽ tìm lại chỗ đứng cho Hyundai trong phân khúc crossover 5 chỗ tại thị trường Việt Nam. Ngoại thất xe túc 1.6 turbo 2020, túc 1.6 turbo 2020 Felix đã đem lại cho những khách hàng tham quan cảm xúc rất mới mẻ và thích thú. Diện mạo mới thể thao và hầm hố hơn đã giúp mẫu xe này tạo được dấu ấn đậm nét trong lòng người dùng. Nhờ ứng dụng ngôn ngữ thiết kế ở Sportiness túc sườn 1.6 turbo giờ đây hoàn toàn tự tin khi đứng cạnh Honda CRV hay Mazda CX âm nằm. Ngay từ đầu xe, túc sườn 1.6 turbo lập tức khẳng định vị thế của mình thông qua mặt ca làng. Bộ lưới tản nhiệt mới có thiết kế mở rộng sang hai giúp phần đầu toát lên vẻ khỏe khoán. Bên trong có đến 4 thanh ngang tạo cái nhìn cứng cáp hơn bản cũ. Nối liền hai bên là cụm đèn trước có thiết kế vuốt cong cá tính càng nổi bật hơn khi ứng dụng công nghệ chiếu sáng LED. Dài đèn LED chạy ban ngày cũng là một điểm nhấn quan trọng ở lần nâng cấp này với tạo hình dạng mũi tên sắc nhọn. Bên dưới là cụm đèn sương mù hình chiếc lá được bao quanh bởi dải đèn LED hình chữ L độc đáo nhất phân khúc. Nhìn sang hông xe, túc 1.6 turbo 2020 máy xăng trở nên nổi bật so với các biến thể còn lại nhờ sở hữu bộ vành khủng 19 inch. Để thân xe túc sừng mới không quá đơn điệu, Hyundai đã khắc lên những đường dập nổi. Ấn tượng nhất là đường gân kéo dài từ vòm bánh trước đến đèn hậu. Xe có bộ khung gầm mới có kích thước tổng thể lần lượt là dài 4.480mm, rộng 1.850mm, cao 1.660mm. Phía trên là cặp gương chiếu hậu trùng màu hông xe. Đi kèm là chức năng gập chỉnh điện tích hợp chức năng sấy và đèn báo rẽ. Đuôi xe có kiểu dáng nuột nả hơn trước với những đường bo tròn tinh tế. Cụm đèn hậu khá bầu bĩnh tạo sức hút mạnh mẽ nhờ hai giải LED đặt song song ôm trọn những tinh thể ly tì. Phía trên là cánh hướng gió cỡ lớn nhằm cải thiện tính khí động học. Túc sườn 1.6 turbo là phiên bản duy nhất được đặt khách sở hữu ống xả kép toát lên chất thể thao. Tuy nhiên, hai ống xả lại lệch hẳn về một phía khiến nhiều khách hàng tiếc nuối. Nếu có bố trí đối xứng, túc sườn 1.6 tu sẽ trở nên hoàn hảo hơn nội thất xe túc sườn 1.6 turbo với chiều dài cơ sở 2670mm. Không gian nội thất của túc sườn 1.6 turbo 2020 máy xăng được đánh giá cao hơn cả xe Honda CRV 2020 về độ rộng rãi. Không những vậy, chân xe còn được tích hợp cửa sổ trời toàn cảnh panorama giúp khoang cabin trông tươi sáng hơn. Đặt chân vào khoang lái, nhiều khách hàng cảm thấy bị hấp dẫn trước sự thân thiện gần gũi trước khu vực táp lô. Đáng chú ý nhất là màn hình dạng chìm đã chuyển sang dạng nổi đem lại cảm giác sang trọng hơn hẳn. Túc sườn 1.6 turbo vẫn sử dụng vô lăng ba chấu bọc ra tích hợp nhiều nút bấm giống như phiên bản cũ. Cơ thể của hành khách sẽ được nâng niu nhẹ nhàng nhờ chất liệu da mềm mịn trên tất cả ghế ngồi. Bên cạnh đó ghế lái có khả năng chỉnh điện 10 hướng, ghế phụ chỉnh điện 8 hướng. Hàng ghế sau gập 62.40 đem lại không gian chứa đồ lớn hơn cho chủ nhân. Tiện nghi túc sườn 2020 máy xăng 1.6 turbo được trang bị hệ thống điều hòa tự động hai vùng hiện đại kết hợp cùng cửa gió điều hòa phía sau. Do đó, người dùng có thể hoàn toàn yên tâm về khả năng làm mát của biến thể này. Nhiều tính năng mới đã được cập nhật trên túc sườn 1.6 turbo giúp hệ thống giải trí trở nên đa dạng hơn. Cụ thể gồm có màn hình 8 inch. Radio, MP4, kết nối USB, Apple CarPlay, Bluetooth, AUX, sạc không dây chuẩn trì, dàn âm thanh Akami Premium cao cấp gồm 6 loa tạo ra những giai điệu bắt tài. Ngoài ra, mẫu xe 5 chỗ của Hyundai còn sở hữu các tính năng khác như hai chấm, chìa khóa thông minh và khởi nút bấm khởi động, ga tàn và châm thuốc, ngăn làm mát hộp đựng cốc vận hành trái tim của túc 1.6 turbo là khối động cơ 1.6 lít. Cỗ máy này có khả năng sản sinh công suất tối 175 mã lực, mô men xoắn cực đại 265 nanomet. Qua đó, sức mạnh của biến thể này chỉ kém 8 sức ngựa so với bản máy dầu. Đặc biệt phiên bản này còn sở hữu hộp số ly hợp các 7 cấp DCT thời gian chuyển số nhanh làm giúp khả năng tăng tốc êm ái hơn số tự động đi kèm là hệ dẫn động cầu trước nhằm nâng cao độ bám đường. Túc sừng máy xăng 1.6 LTUZBO đặc biệt có 3 chế độ lái gồm Comfort để đi trong phố, Eco nhằm nâng cao khả năng tiết kiệm nhiên liệu và Sport để tăng tốc mạnh mẽ. An toàn Túc sừng 1.6 Turbo là một minh chứng điển hình khi sở hữu rất nhiều tính năng an toàn. Cụ thể gồm có 2 chấm, 6 túi khí, camera lùi, cruise control, cảm biến lùi, cảm biến trước hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử, hỗ trợ xuống dốc, chống bó cứng phanh, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, phân bổ lực phanh điện tử, lực phanh điện tử.